Hành nghề cờ bạc cá độ có được xem là tà mạng không? Ví dụ như chủ sòng bài, sòng casino, cá độ bóng đá, người đi đánh bạc cá độ có là tà mạng hay không? Trong kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt, Đức Thế Tôn liệt cái hạng cờ bạc vào một trong sáu nguyên nhân gây đổ vỡ tài sản, có nghĩa là gây mất mát tài sản, khiến cho cái người gia chủ bị thân bại danh liệt. Đó. Thì quý vị nghĩ như vậy có phải là tà mạng hay không? Không có nên nghĩ rằng đó tà mạng là những cái nghiệp mà chỉ giới hạn trong việc là buôn bán phụ nữ, buôn bán súc vật, rồi buôn bán vũ khí, buôn bán thuốc độc mới gọi là tà mạng, còn những nghề khác không phải, xin thưa không phải. Do cái tình huống của bài kinh đó, Đức Phật nói cho một nhóm những người cố định thì Đức Phật liệt kê ra bốn cái nghề đó thôi, chứ không phải là tà mạng chỉ có nhiêu đó. Mà nghề tà mạng của người tại gia cư sĩ đó là gì? Đó là những cái nghề mà khi chúng ta làm, khi chúng ta kiếm tiền á, chúng ta ảnh hưởng tiêu cực đến chúng sanh khác, ảnh hưởng tiêu cực đến chúng sanh khác, khiến cho chúng sanh khác đau khổ thì đó là tà mạng. Hoặc nói một cách đó, nó cụ thể hơn nữa là chúng ta làm cái nghề tà mạng, đó là khi mà chúng ta kiếm tiền bằng cái sự bất thiện của thân hoặc là của khẩu hoặc là của ý. Ha? Có nghĩa là khi chúng ta kiếm tiền đó, kiếm tiền bằng những cái phương cách ô nhiễm thì đó là tà mạng. Đấy. Thì quý vị thấy đó, khi mà chúng ta cá độ bài bạc thì có nghĩa là thứ nhất là chúng ta hủy hoại tài sản của bản thân, thứ hai là hủy hoại tài sản của người khác, cho nên nó được kể là tà mạng.